Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay mình cho các bạn xem cái trái mãng cầu Đài Loan của mình. Cái cây này là cái cây đang nở hoa. Mình đang chấm hoa để cho ra một mùa mãng cầu mới. Nhưng đây là cái trái mà của mùa trước còn lại đó. Chỉ còn một trái thôi. Rất là to. Các bạn thấy cái bàn tay của mình để vào cái trái thì các bạn biết là nó to cỡ nào rồi. Hôm nay mình muốn cắt nó xuống. Để rồi mình cắt xuống xem coi nó lớn và nó nặng cỡ nào nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt nó. Nhìn thương quá. Nhiều khi thấy nó bự vậy đó, cũng không nỡ cắt. Muốn để ngắm á. Để mỗi chiều cái ra tưới nước ngắm nhìn dễ thương. Rất là nặng luôn. Bạn thân mến, bây giờ trái mãng cầu của mình đã được hái xuống và mình sẽ cân cho các bạn thấy nha. Đây là cây cân của mình. Cây cân này thì nó ở bên này mình xài pound, nhưng mà nó cũng có cái số ký ở trong này. Đây bây giờ nó đang cây cân nó đang ở cái vạch zero. Mình cho cái cân nó ở vạch zero và mình tiến hành bỏ cái trái lên. Trái mãng cầu khổng lồ nằm muốn chọn cái cân luôn. Gần 2 pound. Các bạn thấy không? Gần 2 pound. Cái ký mà nó nằm ở đây, bạn thấy cái ký không? Nó gần một ký, nó gần một ký các bạn. 2 pounds là nó nằm ngay chỗ cái vạch này. Đây là 2 pounds và cái ký là nó nằm ngay cái vạch này. Bạn thấy không? 1.5 pounds là nằm ở đây. Quá trời, chưa thấy cái trái mãng cầu của mình nó bự. Để đây nó rõ hơn. Để đây cho các bạn nhìn cái số nó rõ hơn. Cái trái mãng cầu của mình nó gần 1 ký. Có cái trái mãng cầu na nào mà gần 1 ký không các bạn? Đó là mãng cầu Đài Loan. Nếu mà các bạn trồng mãng cầu Đài Loan rồi, các bạn sẽ thấy rất là thích. Cái nó có mùi thơm. Mùi thơm của nó rất ngon và trái của nó, cái thịt nó dai, nó không có bở giống như mãng cầu bên mình. Nó rất là dai và khi mà các bạn thu hoạch mà cái trái nó to như vậy, các bạn rất là thích, phải không nè? Ok, hôm nay mình đã cân cho các bạn xem rồi đó. Đây là trái mãng cầu Đài Loan của mình.